Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Nhà Đất Thiên Ninh nha. Thì hiện tại em Hậu đang có mặt tại là ấp Long Hải, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh nha quý cô chú anh chị. Và cái con đường em Hậu đang đứng ở đây là một cái con đường nhựa có độ giới 10m, rất là rộng. Và theo hướng này á là sẽ đi về chợ Long Hải nha quý cô chú anh chị. Và trường Nguyễn Chí Thanh cũng như là Ủy ban Nhân dân xã Trường Tây. Đó, và có thể là đi ra đường Trần Phú rồi cũng được luôn nha quý cô chú anh chị. Thì cái con đường này nó là đường số 24 Trịnh Phong Đán, thông ra đường Ngô Quyền. Đấy, thì cái con đường này là học sinh rồi người ta đi làm, đi học khu vực này rất là nhiều nha quý cô chú anh chị. Vì ở đây là nó có trường cấp 1 Trường Tây nè, rồi cấp 2 nè, trường mẫu giáo nè, rồi kể cả luôn là trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh nữa. Nó nên rất là thuận tiện. Thì những quý cô chú anh chị nào có nhu cầu mà ở và mua bán á, thì ở đây em Hậu có hai căn nhà liền kề nhau, phù hợp cho những cô chú anh chị nào là có con cái muốn ra riêng, hoặc là những cô chú anh chị nào ở xa về đây muốn định cư và ăn cư lạc nghiệp ha. Nó thì nãy giờ chỉ chưa được 2 phút nữa mà cái lượng xe cộ đi qua khu vực này rất là đông, quý cô chú anh chị thấy không ạ? Đấy, thì ở đây mà chúng ta có thể ở và buôn bán tạp hóa hay là quán nước này kia nọ thì rất là ok ha. Thì bây giờ em Hậu sẽ dẫn với cô chú anh chị để tham quan cái căn nhà đầu tiên, để xem cái căn nhà này nó có những cái điểm nổi bật gì, và sau đó chúng ta sẽ đi tiếp căn thứ hai ha. Thì phía trước sân của chúng ta là cũng đã được lót xi măng nè, phía dưới là có lót gạch rồi, mái hiên thì cũng đã có phía trên ha, rất là chắc chắn. Trụ rào thì rất là to, rất là chắc chắn nè. Cửa của chúng ta ở đây á là được trang bị á, là cửa sắt sơn tĩnh điện 4 cánh nha quý cô chú anh chị. Đấy, rất là rộng. Thì quý cô chú anh chị nào mà chúng ta có ô tô thì chúng ta cũng về để vô thoải mái luôn. Đấy, thì nó em Hậu mở 4 cánh ra cho nó rộng, chứ nếu không cần thì chúng ta có thể mở 2 cánh thôi. Đấy, gạch ở dưới là sử dụng là gạch nước chống trơn trượt rồi nè quý cô chú anh chị. Hai bên tường là cũng đã có là xây ra tường lên phía trên rồi. Bên đây thì ở phía trên là cũng có luôn cái khung sắt nữa, nó an ninh hơn. Phía dưới em Hậu đây là cái hộc mua tưa nè, chị chủ nhà đã trang bị cho chúng ta sẵn là mua tưa luôn rồi. Những cái làm gió rồi thì giúp cho chúng ta, cái căn nhà của chúng ta nó sẽ thông thoáng hơn nha quý cô chú anh chị. Ở đây là chúng ta sử dụng là tường riêng, móng riêng nè, cột cũng riêng luôn. Gạch là gạch bóng kiến cao cấp 60-60, rất là rộng. Ở phía trên là trần, là trần thạch cao đổ xino, và phía trong là thạch cao nha quý cô chú anh chị. Gạch phía trước này cũng đã được dán lên tới trần rồi đó, giúp nhà chúng ta luôn luôn nó sạch sẽ. Ở đây chúng ta sẽ có là cửa của chúng ta là cửa sắt sơn tĩnh điện 4 cánh, và kiến này là kiến cường lực nha quý cô chú anh chị, sẽ giúp nhà chúng ta nó sẽ sáng hơn, sang trọng hơn. Đấy, phía trong này khu vực phòng khách cũng như vậy luôn, là ở trên trần của chúng ta sẽ có là thạch cao dược hợp đi đèn led, nó rất là đẹp. Gạch đã được dán lên nó là 1,5 m, phía trên là lăng bê luôn nè quý cô chú anh chị. Đó, công tắc là sử dụng công tắc điện là Sino nha quý cô chú anh chị, hàng chất lượng. Đấy, còn cái gạch ở dưới nền này là màu trắng vân mây bóng kiến nè, rất là sạch sẽ nha quý cô chú anh chị. Đấy, bên đây thì chúng ta sẽ có một cái cửa sổ lùa bằng sắt, cũng là sơn tĩnh điện luôn nha quý cô chú anh chị. Đấy, bên đây thì còn một phần đất trống, thì quý cô chú anh chị nào mà chúng ta thể là thích mua hai cái nhà và mua ở đây để mà lập vườn trồng cây thì vẫn ok nha. Thì em Hậu xin mời quý cô chú anh chị chúng ta tiến vào để xem cái đường luồng cũng như hai cái phòng ngủ của căn nhà ha. Ở đây thì chúng ta sẽ có là hai viên gạch 6 tấc thì nó sẽ là 1,2 m. Rồi căn phòng của chúng ta là ở đây sẽ có là khoảng 3 m hết mấy. Đây, cửa kiến cường lực sơn tĩnh điện
kiến mờ nè quý cô chú anh chị, rất là sang, tay nắm cửa cũng là inox, hàng chắc chắn nè quý cô chú anh chị. Phía trên thì trần là chúng ta là thạch cao trần thả nha quý cô chú anh chị. Đây, còn gạch thì cũng đã dán lên là 1,5 m rồi. Nhà chúng ta mà có em bé rồi thì không có sợ là các em nó vẽ lên lên tường, bẩn tường ha. Rất là sạch sẽ, dễ lau chùi. Và đây là căn phòng thứ hai, nó cũng sẽ được trang bị như căn phòng thứ nhất thôi. Cũng là cửa sắt, sân tính điện, kiến mờ, dán gạch lên 1,5 m. Trần là trần thạch cao trần thả nè. Đó. Rất là dễ, những quý cô chú anh chị nào chúng ta sử dụng thời gian không thích, chúng ta thể đổi mẫu được, rất là đơn giản. Chỉ cần mua về và lắp lên thôi. Đây là cái khu vực phòng bếp dành cho những chị em phụ nữ của chúng ta. Một cái khuôn gian bếp bé bé xinh xinh ở phía dưới. Cũng như những căn khác thì chúng ta sẽ có là tủ nhôm. Đấy, rất là rộng. Đây là đá hoa cương luôn nha quý cô chú anh chị. Đây là đá hoa cương chứ không phải là gạch. Nó sẽ giúp chúng ta nhìn nó cứng cáp hơn. Ở đây thì có dán gạch rồi. Thì mình những chị em nào mà thích để đồ nhiều thêm thì chúng ta có thể đóng được một cái kệ ngay này. Cái kệ treo inox này nó cũng đơn giản thôi, cũng không có bao nhiêu tiền, vài trăm ngàn thôi. Ở đây thì có thể là một cái kệ chén nè. Đó. Nước thì đã có sẵn cho chúng ta rồi. Thì quý cô chú anh chị nào về đây nữa, chúng ta chỉ cần dọn đồ vào ở thôi ha. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có một cái sân nắng để chúng ta có thể là phơi đồ đạc. Ở đây thì có một cái sàn nước nè. Đấy. Để chúng ta có đám tiệc đồ thì rửa nó rộng rãi hơn. Nhà tắm toilet thì được sẽ được bố trí ở bên đây. Đấy. Nhà tắm một bên, toilet một bên. Đó. Cũng là gốm sứ cao cấp nha quý cô chú anh chị. Ở dưới thì được lót gạch là gạch nước. Cửa nhôm. Đấy, quý cô chú anh chị thấy một căn nhà cấp 4 thiết kế hiện đại, nó phù hợp cho những mà cô chú anh chị nào mà mới cưới, có nhu cầu ra riêng hoặc là có nhu cầu về Tây Ninh để chúng ta định cư buôn bán thì ở đây là một cái căn nhà phù hợp ha. Phía sau này chúng ta sẽ có một cái khuôn viên rất là rộng. Vì đất của chúng ta chiều dài tới là 28,5 m lần nha quý cô chú anh chị. Đấy, ở đây thì sẽ có một cái bờ rào. Tường thì cũng đã xây lên hết rồi, rất là rộng. Ở đây phơi đồ đạc là thoải mái luôn nha quý cô chú anh chị. Đấy. Ở sau đây á, cái cửa bếp á, mà lại phía sau này chúng ta là sẽ có là cái cửa sắt mà. Cửa này là cửa sắt sơn tĩnh điện, chắc chắn an toàn hả quý cô chú anh chị. Này. Thì nãy giờ quý cô chú anh chị cũng đã xem qua cái ngôi nhà đầu tiên rồi. Thì bây giờ em Hậu xin mời quý cô chú anh chị chúng ta tiến qua theo chân em Hậu để đi qua xem cái căn nhà thứ hai này nó được thiết kế như thế nào ha. Đấy, thì đầu tiên chúng ta bên đây thì nó cũng sẽ có là cái cổng rào to to. Đấy, cái cột rất là to, cổng rào 4 cánh, sơn tĩnh điện. Trên thì đã lót đã có là lợp mái. Phía dưới đây là có lót xi măng nè, phía trong là gạch. Đấy, nó cũng tương tự giống như căn bên kia nhưng mà cái màu thì nó sẽ hai cái màu gạch, bên đậm bên lợp, đấy phân biệt thôi. Đấy. Thì cái khu vực này á thì quý anh chị nào mà có xe hơi mà 4 chỗ 7 chỗ để rất là thoải mái nha. Đấy, vì cái chiều rộng cái sân này như em Hậu điếm nè. Đây chúng ta sẽ có một cái viên gạch là 4 tấc, thì đây có là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14. 14 viên luôn, rất là rộng rãi nha quý cô chú anh chị. Đấy. Thì thường á thì cũng đã có những cái khung gió về giúp cho cái căn nhà của chúng ta nó sẽ thoáng gió hơn, nó không có bị ngợp ngạt nha quý cô chú anh chị. Kể cả cái trụ nè, cái cột á thì cũng là gạch giả đá. Màu cái màu này nó giúp cho chúng cái căn nhà chúng ta nhìn nó cứng cáp hơn quý cô chú anh chị. Điểm nhấn là phía giữa thì chúng ta sẽ có những cái vân xanh. Đấy. Gạch thì ở trong thì cũng đã dán lên tới trên giống như căn bên kia. Hai căn thì xây dựng nói chung là nó cũng giống nhau. Chỉ có cái màu sắc thì nó sẽ hơi khác tí. Cửa kiến 4 cánh luôn nha quý cô chú anh chị. 4 cánh, sơn tĩnh điện, kính cường lực, rất là chắc chắn. Ổ khóa là inox
chà bá luôn, rất là rộng, rất là bự chứ không phải rất là rộng. Rất là bự đó. Người ta thường nói là nhà cao cửa rộng, thì cái nhà này nó cũng rất là cao, cửa rất là rộng luôn nha quý cô chú anh chị. Bốn cánh, kính này là kính cường lực chứ không phải là kính thường nha quý cô chú anh chị. Đấy, thì ở trên thì chúng ta cũng có là tầng thạch cao, gạch bóng kiến, rất là đẹp. Đấy, bên đây thì chúng ta cũng lại có một cái cửa sổ, đấy, ngắm qua cái phần đất kế bên của nhà kế bên. Đấy, thì ở đây thì chúng ta sẽ có là cái không gian phòng khách nè, nó cũng rộng rãi, sử dụng là tầng thạch cao, đó, giật hộp, đèn là đèn lon, âm trần. Đấy, thì ở trên đây là cái khung bông, thì quý cô chú anh chị nào chúng ta gắn máy lạnh thì có thể che lại. À, ở đây thì khi mà về đây thì mình có thể là trang bị thêm những cái màn cửa, nhìn cho cái căn nhà chúng ta nó thêm một phần kín đáo hơn. Thì phòng thứ nhất của chúng ta thì cũng sẽ có là tầng thạch cao nè. Đấy, gạch thì dán lên là cũng 1,5 m. Cửa là cửa sắt tĩnh điện, sơn tĩnh điện. Nó mờ, kính mờ rất là đẹp. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đi qua căn phòng thứ hai ha. Thì căn phòng thứ hai thì cũng sẽ có là tầng thạch cao nè. Đấy, có những ngôi sao rất là đẹp, điện thì cũng đã đi sẵn, chúng ta có thể gắn máy lạnh, máy giặt ha, máy lạnh và máy quạt ha. Cái đường luồn này, cái cảm giác của cái căn nhà này thì khi mà quý anh chị bước vào đây là nó rất là mát mẻ, vì cái hướng gió, vì nhà của chúng ta là sẽ quay hướng tây đó, phía sau hướng đông, cái hướng gió nó rất là thông thoáng nha quý cô chú anh chị. Ở đây thì chúng ta có thể là khu vực bếp thì có thể là để cơm. Đấy, những thiết bị điện thì có ra có đi sẵn đây rồi. Đấy, ở đây thì cũng có là cái học tủ nhôm nè, phía trên thì cũng có cái quét lỗ để chúng ta để bếp ga đầy đủ rồi quý cô chú anh chị. Nước thì hai căn cũng đầy đủ, chúng ta chỉ cần dọn vào và ở thôi. Ở quê thì khu vực Tây Ninh á, thì thường á là đa phần những cô chú anh chị nào thì thích là cái cửa nó bằng sắt chắc chắn, và cái nhà tắm toilet thì nó sẽ nằm rời ở phía sau. Đấy, thì cũng có một số cô chú anh chị hỏi là tại sao lại không xây trong nhà. Thì mỗi một cái chị chủ là nó sẽ có một cái sở thích theo khách hàng. Đó, những có những người cô chú khách hàng lại thích là nhà tắm toilet ở trong phòng ngủ luôn, và có những người lại thích nằm ở trong nhà sau khu vực phòng bếp. Đó, có người lại thích là nằm biệt lập ở ngoài cho nó rõ, cho nó sạch sẽ. Đó, thì em Hậu cũng như kênh mua bán nhà đất Tây Ninh á, thì cũng có quay nhiều căn và nhiều thiết kế. Thì ở đây là chị chủ có trang bị cho chúng ta là hai cái bồn nước inox rất là chắc chắn luôn nè quý anh chị. Đấy, bồn rất là to ha. Đấy, quý cô chú anh chị nào mà về đây thì sử dụng là đây chúng ta là sử dụng là nước giếng nha. Hiện tại là khu vực này thì chưa có được trang bị là nước máy, nên chúng ta sử dụng nước giếng, nhưng mà nước giếng ở đây thì sẽ không có phèn và nước rất là sạch sẽ như quý cô chú anh chị. Đấy, thì sau đây em Hậu xin mời quý cô chú anh chị chúng ta sẽ xem lại toàn bộ ngôi nhà. Đấy, và em Hậu sẽ gửi đến quý cô chú anh chị cái cuốn sổ đỏ của hai căn nhà này nha, và nó sẽ có một cái mức giá rất chi là tốt cho những cô chú anh chị nào về đây định cư, và rất là thuận tiện để mua bán, vì từ đây mà đi ra chợ Long Hoa thì nó có 1,5 cây, ra trường học Nguyễn Chí Thanh á, trường cấp 3 á, là nó chỉ cũng có là 700 m, ra chợ Long Hải là nó khoảng là 800, ra ủy ban nhân dân á, xã Thường Tây á, là nó khoảng 900 m thôi, nó rất là gần. Và những cô chú anh chị nào mà bên đạo Cao Đài thì mình đi về hướng chùa Tòa Thánh á, thì từ vị trí này mà đi về chùa Tòa Thánh á, là nó khoảng 2,5 km thôi nha quý cô chú anh chị, rất là gần. Đó, thì những cô chú anh chị nào mà yêu thích căn nhà này mà từ ở Sài Gòn á, từ Bến Xe An Sương chúng ta lên đây nó chỉ có 80 cây, và Thủ Dầu Một Bình Dương qua đây là 79 cây.
Đức Hòa, Long An thì cách đây nó chỉ có 68 cây thôi, rất là gần. Thì sau đây em Hậu xin mời quý cô chú anh chị chúng ta xem lại toàn thể ngôi nhà, và sau đó em Hậu sẽ gửi đến quý chú anh chị cái cuốn sổ đất nha. Xin mời. Thì sau đây em Hậu sẽ gửi đến quý cô chú anh chị cái cuốn sổ đất của cái căn nhà này nha. Thì hai căn nhà của chúng ta sẽ có diện tích đó là giống nhau đó, thì đều ở là ấp Long Hải, xã Tường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Thì ở đây là thị xã luôn nha quý cô chú anh chị đó. Và chúng ta sẽ có là 114m² và đất thổ cư của chúng ta là 60m² nè quý anh chị. Và đường ở trước đó, chúng ta sẽ có là đường nhựa 10m nè, diện tích chiều ngang là 4 và chiều dài là 28.5m nè quý cô chú anh chị. Nhà thì quay về hướng Tây ha. Đấy. Thì nãy giờ quý cô chú anh chị cũng đã xem qua cái cuốn sổ đất của căn nhà này rồi. Thì em Hậu sẽ gửi đến quý cô chú anh chị cái mức giá bán mà chị chủ nhà mong muốn bán á, là 1.100.000.000 cho một căn nhà. Thì với mức giá là 1.100.000.000 thì quý anh chị có thể sở hữu được một căn nhà có diện tích ngang 4, dài 28.5, 60m thổ cư và nhà quay về hướng Tây, nằm trên cái con đường nhựa thông giữa đường Trịnh Phong Đán và đường Ngô Quyền. Đấy, thuận tiện cho quý cô chú anh chị nào buôn bán, vì cái lượng mà người đi trên cái tuyến đường này á, thì nó sẽ rất là đông, vì học sinh này kia nọ thì sẽ đi ngang cái đường này để đi học, và những cô chú anh chị nào đi làm thì cũng sẽ đi đường này rất là nhiều. Đấy, thì ở đây chúng ta có thể bán ăn sáng, cà phê, bán tạp hóa đồ thì rất là ok luôn nha quý cô chú anh chị. Đấy, thì những cô chú anh chị nào mà yêu thích cái bất động sản này thì có thể liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh hoặc em Hậu theo số điện thoại là 0961 555 455 hoặc là 0839 666 736. Đấy, để em Hậu cũng như kênh mua bán nhà đất Tây Ninh có thể hỗ trợ quý cô chú anh chị để đi xem bất động sản nha. Và đừng quên hãy đăng ký kênh cho kênh mua bán nhà đất Tây Ninh, một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ. Thì đâu đó bạn bè quý cô chú anh chị thì thông qua những cái video của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh này thì có thể là tìm được những bất động sản ưng ý tại tỉnh Tây Ninh nha quý cô chú anh chị. Và kênh mua bán nhà đất Tây Ninh chuyên mua bán ký gửi bất động sản, nhận quay video hoàn toàn miễn phí. Thì quý cô chú anh chị nào có nhu cầu ký gửi tìm bất động sản tại Tây Ninh thì có thể liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh theo số điện thoại là 0839 666 736. Thì đây là số hotline của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh nha. Thì quý cô chú anh chị cũng có thể kết bạn qua Zalo để mà chúng ta có thể trao đổi nó kỹ hơn. Thì sau đây em Hậu sẽ chạy một vòng từ đây đi ra chợ Long Hải cũng như là trường Nguyễn Chí Thanh để cho quý cô chú anh chị thấy được cái lượng dân cư và đường xá ở đây như thế nào nha. Xin mời quý cô chú anh chị theo chân em Hậu nha. Thì đây là cái hướng mà để chạy ra hẻm 24 Trịnh Phong Đán nha quý cô chú anh chị. Thì bây giờ em Hậu sẽ chạy theo cái hướng này để đi ra đường Nguyễn Chí Thanh như là đường Trần, đường Ngô Quyền, chợ Long Hải cho quý cô chú anh chị tham khảo ha. Thì nhà cửa khu vực này thì san sát nhau quý cô chú anh chị. Đường thì là đường nhựa, ô tô đi rất là thoải mái.
Như quý cô chú anh chị thấy đó thì từ hồi nãy em học quay tới bây giờ là cái giờ mà học sinh đi về đi rất là tấp nập. Nhà đây là nhà lầu biệt thự không quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị nào mà yêu thích cái bất động sản này thì hãy nhấn tay nhấn máy rồi ngay cho em Hậu theo số điện thoại là 0961 555 455 hoặc là 0839 666 736 ha, để em Hậu có thể hỗ trợ quý cô chú anh chị. Thì tới ngay chỗ ngã tư này nè, thì nếu mà chúng ta đi thẳng á là sẽ chạy ra đường Trần Phú. Nếu mà chúng ta quẹo trái á là sẽ chạy xuống á, là Ủy ban Nhân dân xã Trường Tây và cũng như là chùa Trí Huệ. Thì chúng ta sẽ quẹo phải để đi về chợ Long Hải cũng như là trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh nha quý cô chú anh chị. Đấy. Từ nhà chúng ta đi ra chợ là sát bên, thì quý cô chú anh chị này về đây chúng ta có thể là kinh doanh buôn bán rất là thoải mái ha. Đây, bên tay trái em Hậu đây là trường Nguyễn Chí Thanh nè quý cô chú anh chị. Đây là trường Nguyễn Chí Thanh ha. Và trước mặt em Hậu đây á là cái con đường để chạy vào điện lực thị xã Hòa Thạnh. Và trước mặt em Hậu đây là chợ Long Hải. Đấy. Thuộc xã Trường Tây nha quý cô chú anh chị. Ở khu vực này thì đầy đủ tiện ích. Thì quý cô chú anh chị nào về đây thì chúng ta coi như là thuận tiện đi lại mua bán và sinh sống ha. Thì cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh. Thì hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh. Xin chào và hẹn gặp lại.